Bà hai đang đi trên đường, bà gặp quả trứng rất to nằm giữa đường. Vì sợ của trứng sẽ bị nguy hiểm bà đem về nhà, bà để vào ổ gà để ấp của trứng nhưng nó quá to. Thế là của trứng cũng chuẩn bị nở rồi bà không biết nó là con gì đây. Nó nở ra một con đà điểu con dễ thương. Nó sống chung với đàn gà nhưng nó ngày càng to lên. Nó lớn nhanh như thổi. Bây giờ nó đã lớn và chở bà đi khắp nơi đua với ngựa được luôn rồi. Nó chở bà đi qua ngọn núi cao, chở bà đi biển ngắm hoàng hôn. Bỗng dưng con đà điểu ấy bỗng hóa thành cô gái xinh đẹp và cảm ơn bà lão đã yêu thương nên nay đủ duyên cô đến với bà. Cô ấy xinh đẹp như một nàng tiên và sống vui vẻ với bà đến mãi về sau. Nhớ like và đăng ký cho em nhé.